Xin chào mọi người, và nhất là các bác, các anh, các chị và các em, cũng như là các cháu tuổi thân. Đây là video clip mình chia sẻ về cái tử vi của tháng Canh Ngọ của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng 5 âm lịch của năm 2019, đối với tất cả mọi người tuổi thân. Những người tuổi thân đa phần xét về tử vi của năm nay thì có là khá là nhiều tốt đẹp. Tuy nhiên là từ đầu năm bây giờ mình cũng có nhận được một vài cái nhắn nhủ rằng là sao anh nói tuổi thân con thân của em tốt mà vẫn chưa tốt gì lắm so với những gì anh nói. Thì mình nói như thế này nè, tử vi là một cái khái niệm, một cái gì đó tương đối, không mang tính tuyệt đối. Vì cái của mình làm là của cả năm, không có nhất thiết cho một tuổi nào, cho một cái ngày nào, tháng sinh nào. Thì mọi người cứ nghĩ là nó là một cái trung bình cộng. Còn đối với là phần đông những người tuổi thân sẽ được như vậy. Còn có một vài tuổi thì họ vẫn gặp nhiều khó khăn, một vài tuổi thì họ có cái sự may mắn còn tốt hơn những gì mình đã nói. Còn tùy thuộc vào những cái người sống xung quanh mình. Thí dụ như vợ chồng có thuận tuổi thì nó lại khác, vợ chồng không thuận tuổi nó cũng khác ha. Rồi sinh ra đứa con thuận tuổi thì nó tốt đẹp hơn nhiều. Nhiều người nói rằng là những cái người sống xung quanh không chịu sự chi phối của tử vi của bản thân mình là không phải. Người ta nói là cộng nghiệp và trừ nghiệp đều là những cái mình ở chung một trong một cái nhà mà ha. Thí dụ như vợ chồng đi ăn cung bàn ha, ngồi thì cũng chung giường, nằm chung giường, sống chung một nhà thì không thể không có sự chi phối lẫn nhau. Cho nên là gọi rằng đó là ủa sao mình không có được tốt đẹp thì phải xét lại những cái người xung quanh như thế nào. Năm nay có thể nói là những người tuổi thân và mậu thân là trong những người tốt đẹp nhất. Thì bây giờ mình xét xem coi cái tháng năm âm lịch này đối với những người tuổi thân nó sẽ ra sao. Đầu tiên hết á, thì mình sẽ phải nói tới người tuổi bính thân, tức là những người sinh năm 1956 và các cháu sinh năm 2016. Nhưng là các cháu 2016 là chỉ biết ăn ngủ thôi, cho nên là mình không có phải nói đến. Mình chủ yếu là nói đến những người anh, người chị ha, những cô, những chú sinh năm 1956. Đầu tiên á, để xét về cái tử vi thì chúng ta sẽ có ba cái mà để xét, đó là mạng, thiên can và địa chi. Chứ còn mà xét theo nhiều cái khác nữa thì một cái video nó sẽ rất dài và mọi người nghe nó sẽ lùng bùng lỗ tai. Mình chỉ đơn giản xét về bề mặt thôi. Thì xét về cái trụ mạng thì người bính thân là mệnh hỏa, cho nên là sinh xuất với tháng, đó là tự nhiên tháng Canh Ngọ là tháng thổ, cho nên là bổn mạng sức khỏe hơi có vấn đề một chút xíu. Sinh xuất nè là sức khỏe của mình nó sẽ bị tổn hao ha. Thiên can thì chữ bính của các cô các chú khắc chữ canh, cho nên là thiên can tương khắc tháng, cần phải chú ý đến cái việc mà hao tài. Người bính thân thì tuy là đã ở sinh năm 1956 cũng đã lớn tuổi 60 mấy rồi, nhưng mà người bính thân thì rất thích làm việc, người bính thân thì rất thích mua bán. Nếu mà những cô chú này đã làm việc ở trong môi trường nhà nước hay là ăn sướng về hưu thì vẫn thích mua bán, thì tháng này không phải là tháng có thể nói là tốt đẹp đâu, vì sẽ có việc trục chặt trục chặt. Tuy nhiên là dù sao nữa là chữ bính khắc chữ canh thì công việc có trục chặt đi nữa thì cũng vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát của cô chú, không có phải quá khó khăn. Tiếp tục đó là địa chi, ngọ và thân thì là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc. Nói thật là cái sự sắp xếp của người tuổi thân thì rất là ghê gớm ha. Cho nên là muốn cái gia đình mà có lộn xộn có ấy thì cũng khó ha. Cho nên là tháng này là một tháng tốt đẹp về gia đạo, ngon lành. Tiếp tục xét tiếp đến người mậu thân sinh năm 1968 với cái người mệnh thổ. Xét về trụ mạng thì thổ của tháng sẽ đồng hành với thổ của mạng của các anh các chị mậu thân. Thiên can là chữ mậu chữ canh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Năm Kỷ Hợi 2019 thì là năm thổ vượng, năm là năm mộc nhưng mà nạp âm ngũ hành là thổ vượng, cho nên can kỷ nó thuộc âm, cho nên là năm là hợp thổ. Vì vậy người mệnh thổ
lại gặp cái tháng hai cái tháng cực vượng thổ của năm là tháng 5 và tháng 6, thì đây là một trong những tháng vượng thổ sẽ có nhiều cái tốt đẹp, nhiều cái sự tài lộc ở trong cái năm này. Ngược lại là cái năm nay á, nếu mà xét đúng á, thì là cái cung lập tồn á, nó sẽ an ở cung ngọ, cái sao lập tồn á, nó sẽ an ở cung ngọ này, cho nên là rất dễ sinh tài lộc cho những cái tuổi, cái mạng nào mà người mệnh thổ mà có cái thiên can không bị tương khắc và thậm chí là được tương sinh như thế này. Tại sao? Tại vì mậu mậu kỷ thì thuộc thổ, tân canh thuộc kim, như vậy là mậu sinh sinh canh ha, và thổ sinh kim, cho nên là gặp nạp âm ngũ hành của thiên can là được tương hợp, cho nên là dễ sinh tài lộc ha, có nhưng không quá lớn. Rồi địa chi thì cũng giống như là người bính thân, thân ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương khắc nhau, như vậy thì là người mậu thân tháng 5 tốt hơn cả những người bính thân, có tài lộc ha. Tiếp tục đó là các cô nàng và anh chàng canh thân sinh năm 1980. À, đây là một trong những cái tuổi mà phải nói là nhiều trục trặc ha, thân thân tâm là suy nghĩ lung tung, đặc biệt là nữ ha. Rồi sợ rằng là mấy người nữ canh thân này nè, cứ gặp mình cứ than em sợ em là người canh thân canh cô mồ quả, cho nên là khổ vì tình. Không phải, tại vì không phải cái chữ canh này của mình đi liền với cái sự canh cô mồ quả như người ta nói ha. Không phải tất cả những người tuổi canh đều có quả tú ở trong mạng. À, mà nếu có quả tú ở trong trong mạng của mình thì cái quả tú đó nó chỉ ảnh hưởng bao nhiêu trong đời người thôi. Có những người thì quả tú ảnh hưởng ở cuối đời người, tức là mình sẽ mất chồng trước, sau đó mình bị quả tú bao nhiêu năm. Còn có người thì quả tú ở giữa đời người, là thí dụ như mình có gia đình, cái mình ly thân một thời gian, mình sống một mình một thời gian, sau đó mình sẽ có một cái gia đình khác. À, còn tùy, chứ không phải là quả tú nó là từ đầu tới đuôi mình phải sống cô độc hết ha. Cho nên là đừng vì thế mà đấy thôi, thích số mình canh cô mồ quả nó sống mình đi, đừng nói như vậy, nó không có đúng ha. Rồi xét về mạng thì canh thân là mộc, gặp tháng canh ngọ là thổ, như vậy mộc khắc thổ bổn mạng tương khắc tháng, như vậy thì cũng phải đề phòng việc sức khỏe có bệnh nạn nhưng nó nhẹ nhàng không có gì. Dù sao nữa là mộc khắc thổ chứ không phải là thổ khắc mộc ha, chừng nào nó khắc mình thì mình phải sợ tai nạn tai ương ha. Rồi thiên can là chữ canh thì đồng hàng với lại canh ngọ, đồng đành đồng hàng với lại canh thân, cho nên là thiên can thì thường ảnh hưởng nhiều đến công việc, mà đồng hàng như thế này thì gọi là một bước nó không như tương sinh nhưng mà vẫn tốt đẹp về công việc, có thể nói là tiến triển có tích cực ha. Hy vọng là cung lộc, cái sao lộc tồn nó an ở ở cung ngọ này ở tháng 5 này, thì giúp cho người canh thân cùng cái thiên can này kiếm được tiền tài ha. Đó, đặc biệt là các em nam. Rồi địa chi thì thân ngọ bình hòa, không tình hại không gì cả, cho nên gia đạo vẫn là điều tốt đẹp. À, đến tiếp tục là những người tuổi Nhâm Thân, các em tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. À, đây là một trong những cái tuổi trai thì có nhiều tốt đẹp, may mắn hơn, sướng hơn, nhưng mà nữ thì từ cực kỳ những người đa phần nữ nhắm chữ Nhâm á, thì tính nóng nảy cọc cằn như đàn ông. Nhâm Thân này thì cũng không có ngoại trừ, đặc biệt là Nhâm Thân này là người mệnh Kim. Các em thì ngoài cái chuyện mà tính trực tính giống đàn ông, còn là người mệnh Kim nữa là cứng đầu khó thuyết phục lắm. Và có một số người, có một số các bạn nhân thân sinh vào cái tháng sinh mà nó không thuận ấy, lại hay hay châm chọc người khác ha, kiếm phong kim này hay châm chọc người khác lắm ha. Rồi hay ba đía người khác ha, đặc biệt là các em nữ đó. Rồi thì xét về nhân thân là như thế này, nếu mà xét về chủ mạng thì là canh ngọ là thổ, nhân thân là kim, mà như vậy là bạn thổ sinh kim, bổn mạng được tương sinh, tốt cho sức khỏe, không cần phải lo lắng về bệnh nạn, đặc biệt là các cái phúc tinh và tài tinh vì thế nó được hưởng lợi. À, canh nhâm thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, canh thì thuộc kim, nhâm thì thuộc thủy, như vậy là thuộc dòng tương sinh kim sinh thủy. Mà sao gì phúc tinh và tài tinh được hưởng lợi ha, lộc tồn an tại cung ngọ thì rất dễ sinh tài lộc, công việc sẽ hanh thông.
Địa chi thì ngọ, thân thì bình hòa, tự chủ cũng giống như những tuổi thân khác, không phải lo lắng về việc gia đạo. Như vậy thì là canh thân ngon, à bình nhâm thân ngon, à êm, à không có phải như đầu năm tới giờ có nhiều cái điều biến chuyển không tốt đẹp. Dù rằng là mình thấy là năm năm mộc nhưng mà nạp âm ngũ hành thổ, người ta nói thổ sinh kim nhưng mà không thấy sinh, à, không mất thôi chứ mà cũng không phải là một năm tốt, 4 tháng vừa rồi cũng phải là tốt đẹp. À, người cuối cùng mình xét đến đó là người giáp thân, sinh các cháu giáp thân sinh năm 2004 và các bác giáp thân sinh năm 1944. À, người một người thì quá lớn, một người thì thi cử ở trong cái tháng tháng này, thì xét về trụ mạng thì do là giáp thân là thủy cho nên thổ khắc thủy, các bác lớn tuổi của sinh năm 1944 cẩn thận bệnh nạn. À, các bác nhớ phải để ý cái phần sức khỏe của mình với cái thổ khắc thủy, à đặc biệt là chữ canh khắc chữ giáp. À, cái canh này khắc giáp là thiên can khắc tháng, à, thiên can tháng khắc mình, khắc thiên can thì nó ảnh hưởng nhiều đến phần công việc. Nhưng mà các bác thì lớn rồi, 44 thì không còn làm việc, các cháu thì đang ở trong cái giai đoạn là thuy, thì đặc biệt là cái chữ này thì chữ canh khắc giáp này thì ảnh hưởng khá nhiều cho các cháu sinh năm 2004. Nếu như làm việc cẩn thận, thi cử thì phải chép đi chép lại cẩn thận một tí xíu, chứ nếu không là bút xa gà chết ha. Cho nên là cẩn thận cái việc thi cử. À, rất may như thế này nè, giáp thân mà nát mạng 2004 á, các cháu mà sinh năm 2004 á, là người có số lãnh đạo, cho nên hy vọng rằng có số trên đường quan trường, quan vận, có trên đường mà đi làm cho nhà nước hay là gì đó, rất là nhanh để mà phát triển, nhanh đạt ở vị trí dẫn đầu, đạt ở vị trí là người đứng mũi chịu sào, cho nên là hy vọng là các cháu sẽ cẩn thận hơn một chút ở trong những cái bài thi của mình để mà đạt được cái thành quả tốt nhất. À, như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái tử vi tuổi canh ngọ, tử vi tuổi thân cho tháng canh ngọ, năm Kỷ Hợi 2019 với những cái điều khá tích cực cho những người tuổi thân. Hy vọng rằng đây là thông tin mà mọi người có thể ứng dụng mà vượt qua cái tháng năm một cách thành công mỹ mãn. Ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ video này cho nhiều người tuổi thân được biết mà ứng dụng vào cái tháng năm này. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về có thể là tử vi về tuổi của mình hoặc người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.